anh chị và các bạn đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh. Chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Biển Xanh là trang mạng uy tín chuyên bán nhà, bán đất khu vực Đức Hòa, Long An. Được gặp lại quý anh chị trong video này thì Biển Xanh rất là vui. Những anh chị chính chủ có nhu cầu cần bán bất động sản của mình, xin vui lòng gửi thông tin về số Zalo 0377304018. Biển Xanh sẽ kết nối đến người cần mua một cách nhanh nhất quý anh chị nhé. Và Biển Xanh đang chạy ở đây chính là khu vực chợ Tam Mã, cổng chính hồ sinh thái của khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới đó quý anh chị nhé. Trên màn hình ống kính camera của anh chị mình thấy xuất hiện bên tay trái chính là khu vực chợ Tam Mã đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Đây quý anh chị, ở đây thì các tiểu thương người ta đang là chuẩn bị dọn dẹp trong cái khu vực chợ này để chuẩn bị là kinh doanh buôn bán ngay đầu cổng này quý anh chị nhé. Và ở đây là một góc ngã tư đường rất là lớn, còn bên tay phải này là ngay công viên Tam Mã, công viên Ba Con Ngựa. Và phía bên kia thì người ta đang xây dựng khu vực để làm nơi giữ trẻ trường mầm non đúng không anh chị. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị mình một sản phẩm ký gửi mới. Nó nằm ngay cận liền kề chợ Tam Mã, công viên, cổng chính và hồ sinh thái. Ở khu vực này thì đa phần là diện tích lớn quý anh chị nhé. Và những cái lô diện tích nhỏ và cái chi phí tài chính ít thì cũng không có nhiều. Ở đây là khu vực lốc A5, A6 và Biển Xanh có một lô khu vực A5 này có diện tích là ngang 5, dài 15. Tổng diện tích trên sổ nó là 75m², thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng. Lô này thì chủ đang rất là ngộp, bán với giá chỉ có 1 tỷ 460 triệu, giá bao thuế phí công chứng sang tên quý anh chị nhé. Với cái vị trí ngày hôm nay nó là một lô hướng Bắc, có mặt tiền đường nhựa, lòng đường rộng 6m, vỉa hè 2,5m. Đây, từ cọc bê tông này mình đo sang là 5m quý anh chị, và dài sâu đụng xuống cái nhà phía sau là 15m. Tổng diện tích trên sổ nó là 75m². Ngang 5 mình xây nhà rất là đẹp quý anh chị. Đường nhựa thông thoáng, cận bên cạnh có thêm một cái công viên nữa quý anh chị nhé. Và phía đằng sau là hồ sinh thái, cách chợ chỉ 70m thôi quý anh chị nhé. Chỉ có 1 tỷ 460 triệu, giá này là giá bao toàn bộ thuế phí công chứng sang tên. Biển Xanh cam kết không phát sinh bất cứ một chi phí nào nữa. Đường nhựa, nước máy, vỉa hè, cây xanh cực kỳ là thông thoáng và sạch sẽ. Giá rẻ, quý anh chị nào quan tâm đến lô đất này thì hãy nhấc máy ngay lên kết bạn Zalo và gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số hotline quen thuộc Biển Xanh để trên màn hình để chúng ta sớm sở hữu cái vị trí này. Khá là rẻ quý anh chị nhé. Khu vực gần chợ, gần cổng và gần công viên thì không còn giá này nữa. Lô đất ngang 5 của chúng ta, 5 dài 15, mình xây nhà một trệt một lầu cũng rất là đẹp. Vị trí cách chợ chỉ có 70m mà thôi quý anh chị ơi. Kính chúc anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, bình an và luôn luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Hãy nhấn vào nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để theo dõi nhiều sản phẩm giá rẻ khác nữa quý anh chị nhé. Xin thân ái chào tạm biệt.